Xin chào mọi người. Bây giờ là 5 giờ hơn ở sáng ha. 5 giờ 20 sáng ở Đức á. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm lại sau cái chuyến đi về Việt Nam á. Ngày đầu tiên đi làm thì nó cũng hơi nhát một tí. Bây giờ mình đem một ít quà mình lên cho mấy người ở trong cơ quan á, ăn cho vui. Ngày đầu tiên mình làm trở lại thì mình có cái gì mình mang theo cái đấy, hay là nước sấy khô mà mình mua ở Việt Nam, và hay là cái món là chuối sấy khô, mình nghĩ là họ sẽ thích bởi vì nó hơi hơi giống như cái loại chip chip họ ăn ở đây. Nếu mình mua một chút cái loại này thì đây là hương mà có người người ta muốn mua á, cho nên mình mua lên cho họ. Thì bây giờ ở Đức thì đã vào mùa thu á, cho nên thời tiết sáng dậy nó hơi lạnh lạnh mọi người, cho nên đi làm sớm nó cũng hơi lười lười một tí bởi vì nghỉ nhiều quá, cho nên khi đi làm lại mình lười mình cũng đây chuẩn bị rất là nhiều trước khi đi làm, chuẩn bị hết rồi. Bây giờ mình chuẩn bị từ tối đi mua á. Sau khi nghỉ dài ngày quá, bây giờ đi làm lại thì không muốn đi làm. Tự nhiên mình muốn là mình đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, ở nhà không đi làm nữa. Ngày đầu tiên bắt đầu lúc 5 giờ sáng cũng thấy hơi lười, chưa muốn dậy sớm. Thôi, nhưng mà mình cũng phải đi thôi. Bây giờ mình còn 5 phút để đi ra trạm xe buýt. Đây là 5 giờ sáng từ nhà mình đi ra. Thì cái quang cảnh buổi sáng là nó như thế này. Mọi người vẫn còn đang ngủ á. Mình xuống vừa tới nơi á, là tàu đã chạy rồi. Mình phải chờ 5 phút sau mới có chuyến tàu tiếp theo. Bây giờ 5 giờ sáng cho nên cũng khá là vắng. Không có ai ở trên bến tàu nhiều. Bây giờ tàu của mình tới nhưng mà cũng rất lỗi đi. 5 giờ là bắt đầu đã chạy đua với lại thời gian rồi. Phải đi thật là nhanh lên để kịp cái chuyến xe buýt vào lúc là 4 5 giờ 41 phút. Mọi người đang đứng chờ ở trạm xe buýt. Thì đây là cái trạm chính tại nhà ga chính của thành phố. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của mình sau cái kỳ nghỉ hè và về Việt Nam á. Sáng ngủ dậy thì rất là lười, có cảm giác là vẫn còn chưa muốn đi làm á. Nhưng mà khi mà đi đây làm việc á thì hắn đưa mình vào cái vùng làm việc, cái xong rồi mình hết cái cảm giác là nhát nữa, không có còn cảm giác nhát nữa, cứ theo cái guồng công việc làm từ sáng cho tới giờ thì mới được nghỉ buổi trưa. Thì bây giờ mình ăn trưa một tí và sau đó thì mình sẽ ra dọn dẹp phần còn lại rồi mình sẽ kết thúc ca làm việc của mình. Ngày hôm nay á, thì ngày đầu tiên đi làm nhưng mà
vì cái công việc á nó cuốn mình theo, cho nên mình cũng không có còn suy nghĩ gì nhiều nữa về cái việc là lười không muốn làm việc. Thì mình có mang quà lên cho các bạn đồng nghiệp của mình đó, thì mọi người rất là thích. Cái quà của mình đó là mình mua cái loại mà mít sấy khô, nói chung là mít sấy khô rồi chuối sấy khô, những cái loại mà sấy khô mà trong bao bì đàng hoàng á đấy, thì mình mang cái đó lên người ta ăn, người ta rất là thích mọi người. Nói chung thì mình thấy ai cũng thích ăn cái món đó hết, nhưng mà cái loại mà khoai khoai lang sấy khô á thì không có nhiều người thích, bởi vì cái đó nó không có ngọt, ăn không có ngọt ngọt á, cho nên họ không thích. Ở đây người ta thích cái gì ngọt ngọt á. Hôm nay thì ngày đầu tiên đi làm trở lại á, thì người ta cho nghỉ giải lao ăn trưa à. Thì cái buổi trưa hôm nay mình ăn là mình lấy cái món là giống như là ở đây thì người ta nấu như thế này, là giống như cái món mà mình gọi là bên mình gọi là mình nấu cái này là lagu á, tiếng Việt Nam mình gọi là lagu đó, giống như cái món lagu á, có đậu, có khoai tây, rồi có thịt bò băm, rồi người ta bỏ nhiều cà chua vô cho nên có màu đỏ, rồi bắp, nói chung là đủ các loại rau củ ở trong này, rồi cà rốt, rồi cái người ta nấu lên sệt 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 sệt, mình ăn thì mình nghĩ là nó giống cái lagu á, thường là sẽ là ăn với lại là bánh mì, nhưng mà mình ăn ít cho nên mình không có ăn bánh mì. Thì đây là cái món ăn buổi trưa ngày hôm nay của mình á. Từ khi đi Việt Nam về tới giờ á, mình đặc biệt là mình đi đi làm trở lại lên đây, mình thấy mấy cụ già á, thật ra người ta già rồi, người ta đâu có đi đâu được nữa, người ta ở hoài trong viện dưỡng lão á. Mà mình nghĩ á, nếu mà trên cái đà mà 5 năm mình mới về Việt Nam một lần á, thì từ đây mà cho tới khi mình già á, thì mình về cỡ khoảng được 4 lần nữa chứ mấy. 4 lần về Việt Nam. Mình nghĩ tới đó tự nhiên thấy cũng buồn ghê á. 5 năm mình mới về một lần, như đợt vừa rồi là tới 7 năm mình mới về một lần. Nếu mà mình nghĩ 5 năm mình mới về một lần, thì từ đây khi mà mình già lại á, mình đi được á, chắc cũng 4 lần về Việt Nam nữa. Cho nên á, là mình sẽ nghĩ là mình cố gắng là mình sẽ nếu được thì mình sẽ về Việt Nam nhiều hơn, bởi vì khi đó mình thấy nếu mà mình già rồi mình không về được nữa thì cũng tới khi đó mình lại tiếc nuối. Người già ở đây người ta không đi đâu được nữa hết. Khi mà mình nói chuyện á mấy người mà cũng về hưu rồi, lớn tuổi rồi, họ nói là sau 70 tuổi rồi người ta không có thể nào đi đâu được nữa, tức là người ta không còn sức để mà đi nữa, không còn sức để đi xa, không còn sức để đi xa được nữa, cho nên cũng cảm thấy rất là buồn. Còn cái chuyến về Việt Nam của gia đình mình vừa rồi á, thì thời gian quá là ngắn đi, có 3 tuần hơn á, cũng chưa làm gì được nhiều, nhưng mà có còn hơn không cũng rất là vui. Cả nhà mình cũng rất là vui khi mà được về Việt Nam lần này, vì thời gian cũng quá là lâu rồi chưa về. Về lần này thì nó đi thăm nhiều người quá, cho nên là không còn thời gian để cho gia đình đi chơi nữa. Nhưng mà lần sau mình nghĩ là nếu mà gia đình mình sắp xếp về Việt Nam nữa thì mình sẽ sắp xếp nhiều thời gian hơn để gia đình mình được đi chơi nhiều hơn khi mà về Việt Nam lần tiếp theo. Ngày đầu tiên đi làm lại mọi người cũng rất là vui á, khi mà mọi người thấy mình đi làm lại mọi người cũng rất là vui, cũng rất là chào đón. Mình không nghĩ là đồng nghiệp của mình cũng yêu quý mình khi mà mình quay trở lại làm việc sau một cái thời gian dài nghỉ phép. Cái lagu này mình thích ăn, ở Đức á người ta hay nấu ăn, mình gọi là lagu. Thì ở trong viện dưỡng lão cứ mỗi ngày mà thứ bảy cuối tuần á là người ta nấu món lagu cho các cụ.
Ngày thứ bảy, người ta chỉ được phục vụ một cái món lagu thôi, còn không có phục vụ cái món nào khác hết. Tức là thứ bảy là chỉ ăn một món thôi, còn những ngày thường thì ăn đủ thứ. Mình ăn cái món này mình thấy ngon mọi người. Ăn thấy ngon, thấy thích. Mình cũng thuộc cái diện là dễ ăn, ăn gì cũng được, ăn gì cũng thấy ngon hết, không có ăn cầu kỳ. Mình có xu hướng là thích ăn chay nữa, nhưng mà do mình đi làm á, rồi gia đình mình nấu đồ ăn rồi mình cũng chưa thấy là ăn được cái, mình chưa có thể ăn chay được. Đi làm ăn đủ thứ hết, ăn lộn xộn nên không có ăn chay được. Món gì nữa? Và đây là món ăn. Mình lấy thêm cái món này, ở Đức người ta làm á, mình nghĩ giống như là trà chiu nước á. Mọi người sẽ thấy nè, nó là một cái viên tròn như thế này đây. Đây, giống như là trà chiu nước, nhưng mà cái bột này đó là nó không phải làm bột bột nếp như mình, mà nó làm bằng bột mì. Còn ở trong á, cái nhân á, là không phải là nhân đậu xanh như mình, mà ở trong nhân của nó là một cái loại nhân mà bằng mứt, ví dụ mứt trái cây, mứt nói chung là mứt trái cây gì đó, rồi họ bỏ vô trong, xong rồi họ viên lại, họ cũng hấp, họ luộc lên là ra như thế này. Còn họ ăn với cái nước sốt của họ, thì đây là cái nước sốt của họ. Nước sốt này á, là nước sốt vani. Nước sốt vani á, sốt vani họ làm lên, có bán cái gói sẵn vani rồi họ bỏ vô á, sau đó thì người ta bỏ vô ăn chung với cái bánh này. Thì đây cũng là một cái món ăn ở Đức mà mình ăn thì mình nghĩ là không có ngon bằng cái bánh trôn nước của mình đâu. Cái trà trôn nước của mình ngon hơn nhiều. Cái này mình ăn, đây, mình ăn hắn không có dẻo như là cái trà trôn nước của mình. Không có dai. Giống như ăn cục bột á, không có ngon bằng cái trà trôi nước của mình. Trà trôi nước của mình nấu ra bỏ vô trong cái sữa dừa ăn ngon, mình ăn mình thấy ngon, thấy ngon. Chỉ được cái nước sốt ra đi nên là ngon. Không có nước sốt là ăn không ngon. Xin chào mọi người. Hiện tại là mình vừa kết thúc ca làm việc của mình và mình đang đứng ở trạm xe buýt để chờ xe buýt đến. Đây. Và khi mà xe buýt đến thì mình sẽ đón xe buýt, mình lên nhà ga chính và sau đó là từ nhà ga chính thì mình về lại nhà mình. Và trên đường về nhà thì mình sẽ ghé vào siêu thị, mình sẽ mua một ít đồ, tức là mình đi chợ về mình nấu cho buổi chiều ngày hôm nay.